ba màu thì nụ nó còn bé bé như mấy hôm trước gửi đấy. Bí ngọc vẫn còn giò mới hé nên lại vẫn còn giò nụ. Lấy mấy lò ngọc thạch ba màu treo xuống, liệu treo xuống đến chiều đóng được không? Treo xuống chiều đóng tốt. Đi lấy đi, đừng lấy nữa. Đang quay clip tí. Quay clip thì người ta về, người ta đi làm, lấy đi. Đi lên muộn mãi lắm. Mùa này lên vườn chỉ mùi giáng hương tam bảo sắc. Ơi. Tôi xong lấy ra đây để xách mấy cái lò xuống đây. Mấy chục giò.